Chào mừng bạn đến với bài hướng dẫn nhập dữ liệu và sao lưu dự phòng dữ liệu trên hệ thống iGroup Blog. Nhập dữ liệu giúp bạn chuyển dữ liệu từ website khác cũng sử dụng WordPress về website của bạn hoặc chuyển dữ liệu từ website này của bạn sang website khác. Trước tiên, hãy đảm bảo bạn đã có file nguồn dữ liệu mà bạn muốn nhập vào website. File này có dạng đuôi .xml. Bạn sẽ làm như sau. Bạn click vào Nội dung trên thanh công cụ bên trái màn hình. Ở giao diện nội dung, bạn kéo xuống cuối phần công cụ. Bạn click vào nhập dữ liệu. Tiếp tục, bạn click chạy trình nhập bên dưới chữ WordPress. Bạn sẽ chọn tệp tin mà bạn đã tải về máy tính và click vào tải tệp tin lên và nhập. Bạn tích vào nút Download and Import File Attachment và chọn Submit. Phần thứ hai, nếu bạn muốn sao lưu dữ liệu website của bạn, bạn chọn vào phần nội dung trên thanh công cụ bên trái màn hình kéo xuống cuối và chọn lưu dự phòng. Tại đây bạn có thể chọn một nội dung mà bạn muốn sao lưu bằng cách tích vào nút bên cạnh. Tôi sẽ chọn sao lưu tất cả nội dung. Cuối cùng click tải về tệp tin được xuất ra. Bạn chờ một chút, tệp sao lưu có đuôi dạng chấm .xml sẽ được tải về máy tính của bạn. Mời bạn tiếp tục đón xem các bài hướng dẫn khác để hoàn thiện website của mình. Chúc bạn thành công!